Sốt về chờ Leo xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại ở kênh video YouTube của Sốt về chờ Leo. Ở góc phải video này có một nút đăng ký màu đỏ, xin mời quý vị và các bạn ấn vào nút đăng ký màu đỏ. Sau đó quý vị và các bạn ấn vào chuông là quý vị và các bạn đã ủng hộ Sốt cũng như quý vị và các bạn đăng ký kênh và sẽ nhận được những video, những clip mới nhất, những video review giới thiệu sản phẩm mới về tại shop Viettel Leo. Và ngày hôm nay shop Viettel Leo hân hạnh làm một video để giới thiệu sơ qua về một số model âm cũng như đầu CD mà shop đang trưng bày để giới thiệu tới quý vị và bạn. Ngay trước mắt quý vị và bạn, các bạn là những sản phẩm đó, và xin mời quý vị và các bạn cùng lại gần hơn để quan sát chi tiết cụ thể hơn những sản phẩm đang có sẵn hàng và được tuyển chọn rất kỹ lưỡng để phục vụ quý vị và các bạn. Đầu tiên, đây là chiếc âm ly Acouphase phiên bản E303X, có vỏ gỗ rất là đẹp, mặt mũi núm và tất cả cũng rất là đẹp, được shop tuyển lựa rất là kỹ phục vụ quý vị và các bạn. Đây là chiếc mi Acouphase E303X. Đó, chiếc mi Acouphase E303X. Lên phía trên là một chiếc mi lấy từ thương hiệu Sansui AU Alpha 607MR, mặt bằng tranh cũng tuyệt đẹp. Phía trên nữa là chiếc đầu đến từ thương hiệu Tech có tích hợp DA. Chiếc đầu này thì hôm trước shop có về hai chiếc thì shop đã bán hết, thì tiếp tục cập nhật, tiếp tục mua được tiếp hai chiếc để giới thiệu tới quý vị và bạn. Thì đây là hai phiên bản Tech VRDS25X, hai chiếc quý vị và bạn đều rất là đẹp này, quan sát lại gần đẹp không chảy xước, đẹp cấu cạnh, cả hai chiếc đều đẹp. Đây là Tech 25X có DA và có đầy đủ phụ kiện khiển dây nguồn. Rồi phía trên là một chiếc đầu CD Tech VRDS Tech 10, mặt vàng gold. Phiên bản Tech 10 thì bao giờ mặt nó cũng vàng hơn so với phiên bản Tech 25. Đó, đây là Tech 10. Phía trên là một trong những sản phẩm khá là hiếm, ít gặp trên thị trường và được anh em Audiophile rất đón nhận. Đó là Philips LHH phiên bản Rich Vision, hay còn gọi là LHH500R. Một chiếc đầu cũng rất đẹp. Đây, đây là phiên bản tham chiếu của hãng. Đi sang phía bên này là chiếc đầu CD Denon DCD 755 SE. Chiếc đầu này thì có date sản xuất là 2017, còn rất là đẹp. Nó có tích hợp đọc đĩa CD, ngoài ra nó có chế độ DA lên tới 32 bit cho dòng iPod hoặc iPhone USB. Quý vị và bạn có thể kết nối nó đọc định dạng USB hoặc là iPod, iPhone USB ở đây, rất là tiện lợi mà mức giá rất hợp lý, chỉ 5 triệu đồng, chỉ bằng 1/3 giá mới hiện tại. Chiếc đầu này thì vẫn đang còn bán mới trên thị trường với mức giá là 14-15 triệu đồng quý vị và bạn nhé. 755 GE. Đó, phía dưới là một chiếc đầu cũng mức giá cực kỳ hợp lý. Có thể nói là một trong những phiên bản có chất âm cực kỳ hay, chiếc đầu Maradan 63 SE. Chiếc đầu này chỉ 3,5 triệu đồng. Quý vị và bạn sở hữu một cái đầu nghe nhạc đến từ thương hiệu có thể đánh giá là đầu CD top đầu của Japan, Maradan 63 SE, 3,5 triệu đồng thôi. Phía dưới tiếp tục là Maradan, nhưng đây là một cái phiên bản cũng
Khá là gần đây, phiên bản này được sản xuất năm 2013 tại Nhật Bản. Mazda Super Audio CD SA15S2. Và đương nhiên rồi, chiếc đầu này đầy đủ phụ kiện mà có tích hợp DA rất là hay, mà mức giá so với xuất xưởng cực kỳ mềm. Chiếc đầu này tại Vietchell Neo chỉ 19 triệu đồng. Quý vị các bạn đã có một chiếc đầu CD tuyệt đẹp như thế này. Đó. Bên dưới là chiếc âm ly đến từ thương hiệu Sansui. Bài toán giải quyết của những đôi loa Pioneer CS77A 88A là Sansui 2000X. Shop có cả Sansui 5000X rồi là Sansui 8080DB, nhưng do không gian hạn chế, shop chỉ trưng bày ra đây cụ thể một sản phẩm, đấy là Sansui 2000X, để cho quý vị và bạn tham khảo. Đó, hình thức vỏ gỗ nguyên bản. Phía dưới tiếp tục thì là Maran 1250. Hôm trước thì shop có một chiếc thì anh khách ở miền trong đã ủng hộ shop, thì shop tiếp tục về cập nhật được một chiếc Maran model 1250 của zin theo máy, mặt rất là đẹp. Đây là Maran 1250. Phía dưới cùng là chiếc âm ly vừa về chưa kịp bóc ni lông. Muốn giới thiệu tới quý vị và bạn là Acouphe E408. Đây, một trong những model cao cấp của hãng và có mức giá chỉ hơn 70 triệu đồng. Quý vị và bạn đã có một chiếc ly số lớn của Acouphe, có ghép được rất nhiều các dòng loa. Đây là Acouphe 408. Bên này thì chắc là em âm ly huyền thoại rồi. Đây là âm ly Acouphe E305V, được đánh giá cực kỳ hay và được săn tìm. Và đây là khiển zin của em nó này. Đấy, quý vị các bạn này. Đấy, khiển zin của Acouphe E305V. Đó, mặt vàng chanh, hai hồi gỗ phủ piano zin rất đẹp. Đây là phía trên là Lukman L560. Shop đầy đủ Lukman 540, 570, 560, các phiên bản này thì ở đây đặt cụ thể giới thiệu tới quý vị và bạn Lukman L560. Đấy. Trên nữa là chiếc bao cũng của Lukman, đây chỉ là bẩn thôi quý vị và bạn này. Còn lại chiếc bao này cũng tuyệt đẹp. Chiếc bao này là chiếc bao M4000 đến từ lúc mai, thì nó sẽ kết hợp cùng với cái rể ở trên đây. Giới thiệu đây quý vị và bạn, đây là cái rể của lúc mai. Thì rể này là rể Control Center model C1000. C1000 kết hợp cùng với M4000 quý vị và bạn nhé. Còn phía dưới là một chiếc ống nghe tích hợp Inter Adapter Arm for layer model L100. Đó là những cái dòng sản phẩm đang có sẵn tại shop, và shop Lukman 309V rồi 80V vẫn đang cũng có sẵn hàng để phục vụ quý vị ở mọi. Đây, ví dụ như ở đây thì khách hàng đã đặt một chiếc 309V thì shop sẽ hôm tới shop sẽ tiếp tục cập nhật thêm một vài sản phẩm 309V để phục vụ quý vị và bạn. Và mọi nhu cầu mua sắm, tư vấn phối ghép cũng như giao lưu các sản phẩm audio, xin mời quý vị và các bạn liên hệ với số điện thoại ở trên tấm biển hoặc trực tiếp qua shop trải nghiệm để có cái đánh giá và có cái mức giá tốt nhất đến quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo, và đừng quên cho shop một like cũng như một subscribe kênh YouTube này. Xin chào và hẹn gặp lại.